Bác sĩ cảnh báo, 6 sai lầm ăn mì tôm phá gan hại thận, có ngày chết oan. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình Sức Khỏe. Quý vị thân mến, mì tôm thì là một món ăn vô cùng là quen thuộc và phổ biến ở trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam chúng ta rồi, phải không ạ? Thế nên khi mà nghe đến việc là có những sai lầm gì đó khi ăn mì tôm gây phá gan hại thận, thì nhiều cô bác chúng ta sẽ không tin, thậm chí là cho rằng chỉ cần đổ nước sôi vào, đợi mì chín là ăn được rồi, thì làm gì còn sai lầm nào nữa. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, dù mì tôm phổ biến nhưng mà không phải ăn thế nào và ăn bao nhiêu cũng được đâu ạ. Dưới đây là 6 sai lầm mà chúng ta nhất định phải biết khi mà ăn mì tôm để tránh rước họa vào thân. Thưa quý vị, sai lầm thứ nhất mà chúng tôi muốn quý vị chúng ta cô bác nên lưu ý đó là chúng ta sử dụng gói dầu gia vị ở trong mì. Có thể nghe đến sai lầm này, nhiều quý vị sẽ muốn mắng chương trình ăn nói linh tinh. Người ta sản xuất ra gói gia vị để tăng hương vị cho món ăn, giúp ngon miệng hơn, chẳng lẽ biết độc hại người ta lại bán ra. Thêm nữa thì bao nhiêu người ăn suốt hàng chục năm nay đã thấy ai bị làm sao đâu mà cứ quan trọng hóa vấn đề. Vâng thưa quý vị, những gì mà chúng ta thấy đa số thì chỉ là ở vẻ bề ngoài thôi. Nhưng cô bác lại không biết rằng những gói dầu này thì thường được làm từ tinh dầu tinh luyện và các loại hương liệu. Những chất béo này thì vốn không hề là tốt cho sức khỏe của chúng ta một chút nào cả. Thông thường, mì tôm được sản xuất theo phương pháp là chiên ạ, nên vốn thì nó đã chứa rất là nhiều dầu mỡ gây béo rồi. Chúng cũng có một số tác động tiêu cực đến sức khỏe của tim, làm tăng huyết áp này, giảm cholesterol, góp phần gây ra bệnh tim. Bên cạnh đó thì ăn dầu này thường xuyên sẽ làm hỏng hệ vi sinh vật đường ruột, làm suy giảm chức năng não và cũng có thể là tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì với thói quen để cả túi đựng dầu vào trong nước nóng pha mì, sau đó thì vớt ra, cô bác cũng cần phải từ bỏ đi vì ở với nhiệt độ chúng ta pha từ 78 đến 80 độ C sẽ khiến cho các chất phụ gia này làm mềm dẻo, dai túi ni lông, gây phản ứng phụ và dễ dàng thôi nhiễm chất độc vào trong thức ăn của chúng ta, thậm chí là nó gây ung thư nữa ạ. Thế nên, để tránh chúng ta rước bệnh vào người, tốt nhất là từ nay về sau, nếu như mà chúng ta ăn mì tôm thì chúng ta phải bỏ gói dầu đi cho an toàn cô bác nhé. Sai lầm thứ hai khi mà chúng ta ăn mì tôm đó là sử dụng mì thay cho bữa ăn sáng. Xin hỏi cô bác mình ở đây, có ai đang sử dụng mì tôm để ăn sáng không ạ? Nếu có thì chúng ta hãy bình luận là số 1 ở bên dưới nhé. Theo số liệu thống kê mới nhất, Việt Nam là nước tiêu thụ mì ăn liền nhiều, xếp thứ 3 trên thế giới. Và nhiều người cũng có quan niệm rằng, từ trước tới nay, người Việt ta vẫn ăn mì tôm thay cho bữa sáng vừa ngon vừa rẻ, lại còn tiện lợi nữa, nên không thể có chuyện ăn mì tôm hại cho sức khỏe được. Đúng là mì tôm thì rất là tiện dụng trong đời sống xã hội bận rộn ngày nay. Tuy nhiên thì việc chúng ta sử dụng nó, lạm dụng nó thay cho bữa sáng sẽ đem đến nhiều mối nguy hại lớn hơn cho sức khỏe của bác ạ. Bởi vì, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, nguyên là Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ rằng, bữa sáng thì là một bữa ăn quan trọng nhất ở trong ngày. Việc ăn mì tôm không những không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể mà còn khiến chúng ta không thể tập trung và luôn có một cảm giác đó là bị mệt mỏi, dẫn đến hiệu suất công việc không hề tốt. Đặc biệt, nếu như mà chúng ta thường xuyên ăn thay cho bữa sáng sẽ làm gia tăng nguy cơ chúng ta bị đột quỵ đấy ạ. Ngoài ra thì trong mì tôm còn có chất béo có tên là sotrolin. Chất béo này thì chiếm tới 10 đến 15 đến 20% trong một bát mì cơ ạ. Thêm nữa thì chúng chủ yếu tồn tại dưới dạng axit béo no, tức là axit béo bão hòa. Đây là một loại chất béo khó tiêu hóa. Trong mì tôm còn có chất béo dạng trans. Bởi thế khi mà nạp vào cơ thể, các chất béo này sẽ làm tăng mức cholesterol xấu ở trong máu, dẫn đến tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch như là cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ. Không những thế thì mì tôm được ướp rất là nhiều muối,
Chính bởi vậy, khi ăn chúng, cô bác đã tăng gánh nặng cho thận rồi, cho hệ thống tim mạch và thậm chí là ăn nhiều sẽ gây sỏi. Trong mì tôm cũng là thực phẩm chứa phosphat, một chất giúp cô bác ăn ngon miệng nhưng lại dễ làm loãng xương, mất xương, răng thì cũng yếu dần. Bên cạnh đó, ăn mì thay cho bữa sáng gây ra tình trạng nóng trong người do mì được chiên qua rất là nhiều dầu. Thói quen này khiến cho quý vị đối diện với tình trạng bị tăng cân không kiểm soát, cơ thể vẫn bị suy dinh dưỡng. Nếu có cô bác nào vẫn ăn hàng ngày mà không bị làm sao thì có thể là do các bác may mắn đấy ạ, hoặc là chất độc tích tụ trong cơ thể chúng ta chưa đủ để phát bệnh mà thôi. Tốt nhất là quý vị ạ, chúng ta nên hạn chế ăn mì tôm vào bữa sáng thôi. Nếu có thể thì chúng ta hãy nên dậy sớm nấu cơm để có một bữa sáng chất lượng, khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng đấy nhé. Sai lầm thứ 3, ăn mì vào buổi tối. Vâng thưa quý vị ạ, nhiều cô bác nghĩ rằng ăn sáng không được thì ăn mì tối chắc cũng chẳng sao đâu. Và tôi để ý rằng những bác mà có đặc thù công việc làm đêm hoặc là nghỉ bữa tối thì nên ăn nhẹ thay bữa tối thành mì tôm sẽ cho tiện lợi. Đặc biệt là các bạn sinh viên, học sinh bị đói khuya và giải pháp hữu hiệu nhất đó là chỉ cần úp một bát mì thật là nhanh chóng, ăn để lấy sức và đi ngủ. Ngay sau đó mà không biết rằng thói quen này cực kỳ là gây hại cho sức khỏe quý vị ạ. Theo tiến sĩ Lê Bạch Mai, nguyên là viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc ăn mì trước khi đi ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Mì tôm thì nó sẽ làm cho chúng ta bị uống nhiều nước hơn, dẫn đến việc chúng ta sẽ thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh, đào thải nước, làm gián đoạn giấc ngủ. Thêm vào đó thì bát mì thường được kết hợp với các thực phẩm khác như là rau, trứng, xúc xích để cân đối được dinh dưỡng. Nhưng điều này buộc dạ dày phải làm việc nhiều hơn và mì tôm thì không thể tiêu hóa hết sau 2 giờ. Việc tiêu thụ mì tôm thường xuyên cũng ảnh hưởng không hề tốt đến hệ tiêu hóa một chút nào. Mì tôm thì chứa nhiều muối và chất béo bão hòa, nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa như là bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày và táo bón. Hàm lượng natri cao trong mì cũng có thể gây hại cho thận, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính và suy thận nữa. Bên cạnh đó, mì tôm thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin, khoáng chất và chất xơ, khiến nguy cơ cơ thể chúng ta dễ thiếu hụt dinh dưỡng, khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Thêm vào đó, mì tôm thì cũng chứa rất là nhiều calo nhưng mà lại ít giá trị dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ béo phì và các vấn đề liên quan đến cân nặng. Đặc biệt, việc mà chúng ta ăn mì tôm vào buổi tối có thể gây khó ngủ, tăng cân, không kiểm soát được và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là bị tiểu đường và bệnh tim. Nếu như mà chúng ta có làm việc muộn, thức khuya, thay vì chúng ta ăn mì tôm, cô bác có thể uống một ly sữa ấm sẽ rất là tốt cho sức khỏe và tăng cường sức đề kháng, đặc biệt sẽ giúp cho quý vị ngủ ngon hơn. Sai lầm thứ tư là chúng ta ăn quá nhiều mì tôm. Ở đây có cô bác nào mỗi lần ăn mì là phải ăn từ 2 gói trở lên không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 8 xuống bên dưới đây nhé. Vâng, theo thống kê thì số lượng mì tôm được mọi người sử dụng đang ngày càng tăng nhanh do món ăn này khá tiện ích và được ưa thích ạ. Mì tôm cũng là sản phẩm ăn nhanh thích hợp cho những người bận rộn. Có những cô bác thì cho rằng ăn mì tôm mấy chục năm nay có bị làm sao đâu. Mì tôm thì vừa ngon vừa rẻ, càng ăn nhiều càng tốt chứ hại ở chỗ nào. Trong thực tế thì mì tôm có nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu như mà cô bác chúng ta ăn quá nhiều sẽ gây tác hại đến sức khỏe của chúng ta. Anh Hoàng, 35 tuổi ở Vĩnh Phúc, chưa có gia đình, là một nhân viên văn phòng. Một ngày anh phải làm rất là nhiều việc nên hầu như không có thời gian để nấu cơm. Tuy nhiên, anh lại đặc biệt thích ăn mì tôm vì mùi vị của nó vừa ngon lại vừa tiện lợi. Chỉ cần đun nước úp khoảng 3 phút thôi là đã có bát mì để ăn rồi. Cả 3 bữa, sáng, trưa, tối thì hầu như ngày nào thì anh cũng ăn mì cả. Đồng nghiệp khuyên anh nên đặt cơm để mà ăn. Bố mẹ anh ở quê thì cũng thường xuyên gọi điện nhắc anh nên hạn chế ăn mì thôi. Nhưng mà anh chẳng nghe ai cả. Thế rồi, người anh càng lúc thì càng gầy teo lại. Lúc nào thì cũng thấy anh mệt mỏi. Đi khám bác sĩ, thông báo là anh bị ung thư dạ dày.
lúc này anh mới hối hận vì đã cố chấp bỏ qua lời khuyên của mọi người mà giờ phải chịu hậu quả nặng nề. Nhưng dù đã hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Qua vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai yêu thích sự tiện lợi của mì tôm mà ăn bất chấp, lạm dụng ăn mỗi ngày. Theo các chuyên gia, trong quá trình mà sản xuất mì tôm, để cải thiện được hương vị và kéo dài thời gian bảo quản, các nhà sản xuất thường thêm một số các chất phụ gia như là phốt phát, chất chống oxy hóa và chất bảo quản. Do đó, khi mà để quá lâu và bị ảnh hưởng bởi môi trường, các chất này sẽ dần dần biến chất. Khi ăn vào, chúng nó sẽ tích tụ trong cơ thể và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, quá trình chế biến mì thông qua việc sấy khô hoặc là chúng ta chiên qua dầu có thể sinh ra các chất độc như là acrylamide. Ngoài ra, để tiện lợi hơn, nhiều người chọn dùng mì ăn liền trong các hộp nhựa, không phải dọn dẹp sau khi ăn. Tuy nhiên, khi các hộp nhựa này được ngâm trong nước nóng trên 70 độ C, chúng sẽ sản sinh ra các chất độc hại gây tổn thương cho gan và ăn mì tôm thường xuyên dẫn đến tích tụ sỏi thận. Nếu mà dùng mì ăn liền, liên tục, cô bác có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như là bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Hơn nữa, chất xơ trong mì thường được thêm chất chống oxy hóa, nhưng chúng chỉ làm chậm tốc độ oxy hóa và kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm thôi. Tiêu thụ quá nhiều chất chống oxy hóa trong thời gian dài ảnh hưởng rất xấu đến hệ nội tiết và thúc đẩy quá trình lão hóa. Ngoài ra, mì tôm thì cũng chứa phốt phát, một chất giúp món ăn của chúng ta trở nên ngon miệng hơn, nhưng mà dễ làm loãng xương, mất xương và yếu răng. Sai lầm thứ 5 đó là chúng ta ăn mì tôm sống. Mì tôm sống thì thơm thơm, giòn giòn lại rẻ tiền, không phải mất công nấu nướng, chế biến cả. Có thể ăn như là đồ ăn vặt, vừa tiện lợi lại vừa ngon. Và đây thì cũng là một món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng ăn mì tôm sống lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt còn tăng nguy cơ gây bệnh ung thư cô bác ạ. Cụ thể, các chuyên gia cho biết rằng trong mì tôm sống có chất chống oxy hóa cùng bảo quản và phụ gia. Khi để lâu, chịu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, chúng dễ bị biến chất. Khi chúng ta ăn mì tôm, chúng tích tụ lâu trong cơ thể và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt sẽ dẫn tới ung thư. Chưa kể đến việc quá trình sấy khô hoặc là chiên mì trong dầu còn dễ sinh ra một số độc tố như acrylamide gây ung thư. Bên cạnh đó, việc ăn mì tôm sống thì cũng sẽ làm bị xơ vữa động mạch, tăng cholesterol xấu trong máu, từ đó nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thậm chí là dẫn đến đột quỵ. Không những thế đâu, thói quen này sẽ gây rối loạn chuyển hóa, đau dạ dày, tăng nguy cơ béo phì. Ngoài ra, những người mà thường xuyên ăn mì tôm sống thường bị suy dinh dưỡng, gặp phải tình trạng khô miệng, khát nước, tiêu hóa không tốt và có thể bị nhiệt miệng, lở loét miệng nữa cơ ạ. Nếu lâu lâu mà chúng ta thèm quá, cô bác có thể ăn chơi chơi một gói cho vui mồm vui miệng thôi. Nhưng nhớ là tuyệt đối đừng ăn thường xuyên, bởi nó sẽ nuôi lớn tế bào ung thư trong cơ thể của quý vị đó ạ. Sai lầm thứ 6 đó là chúng ta đang bị nấu mì sai cách. Như chúng ta đều biết đấy, mì tôm thường được ưa chuộng vì tính tiện lợi và thời gian chế biến nhanh chóng. Chúng ta thường chỉ cần cho mì vào trong nước sôi thôi, thêm gia vị vào và đun nóng khoảng 3 phút là có thể ăn đúng không? Khi bận rộn hơn, nhiều người chỉ đơn giản là cho mì vào trong bát hoặc là cốc mì, thêm một chút gia vị, đổ nước sôi và đậy nắp chờ 3 đến 5 phút trước khi dùng. Tuy nhiên thì cách làm này hoàn toàn là sai lầm, nó gây hại cho sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Thông thường thì sợi mì ăn liền cần mất 4 đến 5 ngày mới tiêu hóa hết được, do được phủ một lớp sáp rồi. Hơn nữa thì bột ngọt ở trong gia vị mì sẽ biến chất, đổi thành chất độc khi mà đun sôi. Việc ăn mì ở trong hộp nhựa thì cũng làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh gan và thận. Vì khi ngâm mì ở trong nước sôi ạ, một số những thành phần ở trong cái hộp nhựa đấy nó sẽ bị thôi nhiễm ra bên ngoài và có thể bị biến chất đi. Theo các chuyên gia, hóa chất mà thường dùng trong các loại cốc nải hộp nhựa đựng thức ăn chỉ dùng một lần, có nguy cơ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, cô bác hãy cẩn trọng trong khâu chúng ta chế biến để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình mình.
Quý vị thân mến, có thể thấy rằng mì tôm thì là một loại đồ ăn rất là nhanh, rất tiện lợi. Tuy nhiên thì tác hại mà nó mang lại cũng khá là đáng kể. Thay vì mỗi ngày chúng ta hãy hạn chế ăn mì tôm lại, chỉ nên ăn 1 đến 2 lần một tuần để cho đổi bữa thôi. Và để đảm bảo được mì của chúng ta chế biến an toàn và khoa học, cô bác hãy làm theo những cách sau đây. Bước thứ nhất là chúng ta đun sôi nước cùng với mì ăn liền. Bước này là bước mà cô bác trần qua để lọc chất xám cũng như là những lớp dầu trên mì ở bên ngoài. Cô bác hãy đợi khi mà mì rời nhau ra và chín đều, chúng ta hãy đổ bỏ nước sôi đi và chút mì ra trong bát. Bước thứ hai là chúng ta tiếp tục đun sôi một nồi nước mới rồi đổ phần mì vừa gắp ra bát vào. Nồi nước chúng ta nhanh tay tắt bếp để mì của chúng ta không bị nát. Sau đó thì cô bác cho gói gia vị vào mì. Còn nếu như là muốn ăn mì tôm khô không bỏ nước vào mì thì chúng ta trộn mì với các gói gia vị như bình thường. Bước thứ ba, nếu muốn ăn thêm trứng gà hoặc là thịt, cá, tôm, rau xanh, cô bác hãy chế biến chúng riêng rồi chúng ta thêm vào trong nồi mì. Vâng, thưa quý vị, nghe tới đây thì có lẽ là cũng có những cô bác đã hiểu rõ hơn về sai lầm khi mà chúng ta ăn mì tôm rồi đúng không ạ? Mong là cô bác chúng ta nhớ áp dụng để có một cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày nhé. Bên cạnh mì tôm, bún phở thì cũng là một món ăn phổ biến được ưa chuộng tại Việt Nam ta, đặc biệt là vào bữa sáng. Có nhiều khán giả đã gửi thư về cho chương trình truyền hình sức khỏe và hỏi rằng ăn bún phở có nguy hại hay là sai lầm nào hay không để mọi người còn biết mà tránh ra. Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị đến từ các chuyên gia tư vấn về vấn đề này. Thưa quý vị thân mến, theo các chuyên gia cho biết, thói quen ăn bún phở vào buổi sáng hoặc thậm chí là ăn thay cơm vào bữa trưa, bữa tối thường thấy ở rất nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là những người bận rộn như là nhân viên văn phòng. Đối với gia đình của tôi cũng vậy. Nhiều bữa trưa đi làm về muộn 12 giờ, 12 rưỡi không kịp có thể giã đông đồ ăn hay là cắm một nồi cơm thì tiện nhanh chóng đi ra quán đá bát phở, đá bát bún thôi. Buổi tối cũng vậy, về nhà hôm nào mệt quá mà không làm thì hai vợ chồng cũng xách xe dắt nhau ra quán bún phở để cho qua bữa. Thưa quý vị, không chỉ được bán ở ngoài quán ăn đâu, bún và phở thì còn được mua về tự nấu tại nhà. Tuy nhiên thì dù ăn ở quán hay là chúng ta ăn tại nhà đi chăng nữa, những món ăn này vẫn có thể mang lại những tác hại không hề nhỏ cho sức khỏe của người sử dụng. Nhiều người có thể cho rằng từ trước đến nay họ vẫn ăn bún phở mỗi ngày mà không hề gặp vấn đề gì cả. Nhưng theo các chuyên gia, điều này cần được xem xét kỹ lưỡng. Bún và phở thì làm từ gạo nguyên chất, có màu trắng đục tự nhiên. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, sợi bún thường rất là trắng và bắt mắt, do nhà sản xuất thêm các hóa chất tinopan hay còn được gọi là huỳnh quang vào trong bún. Chất này thường được sử dụng trong công nghiệp sơn, sản xuất vải và giấy để tạo độ bóng và màu óng ánh. Tinopan giúp làm trắng bún và kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, tùy theo lượng độc tố vào cơ thể, nó có thể gây ngộ độc cấp tính và mãn tính, làm hư hại đường tiêu hóa và niêm mạc ruột, dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày. Ở mức độ nặng thì chất này tích tụ lâu dài, gây suy gan và suy thận. Ngoài ra thì hàn the được phát hiện trong bún để tạo độ giòn, dai và không bết dính. Nếu sử dụng thực phẩm chứa hàn the thường xuyên hoặc với liều lượng lớn, người tiêu dùng có thể sẽ bị nguy cơ ngộ độc cấp và lâu dần tích tụ thì sẽ gây ngộ độc gan, thận rất là nguy hiểm. Vậy khi mà chúng ta mua bún, cô bác cần chú ý đến màu sắc của sợi bún này. Bún được làm từ gạo nguyên chất sẽ có sợi màu trắng đục hoặc là màu tối. Ngược lại, bún mà chứa hàn the hoặc hóa chất bảo quản sẽ có màu trắng trong, sáng, sợi bún bóng mẩy, khó đứt gãy. Để 2-3 ngày cho ôi thiêu và khi nhai thì không hề có mùi vị. Bún thì không chứa hàn the và hóa chất sẽ hơi nát một chút, dễ đứt gãy. Chạm vào là có cảm giác hơi dính dính, nhuyễn hoặc để lâu ngày qua ngày sẽ bị chua và ôi thiêu. Dù bún phở rất là ngon và là một món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu như cô bác hoặc là người thân thuộc của mình thuộc một trong những trường hợp sau đây thì tuyệt đối chúng ta không nên ăn. Đối tượng thứ nhất đó là những người đang mắc bệnh về đường tiêu hóa như là bị bệnh dạ dày và đại tràng nên hạn chế ăn bún hoặc là tránh xa luôn.
Đối tượng thứ hai là những người đang bị ốm sốt. Thứ ba là phụ nữ sau sinh và cuối cùng đó là trẻ nhỏ. Cô bác hãy lưu ý nhé. Vâng, thưa quý vị thân mến, tôi biết là những người tiêu dùng ngày nay thì rất là thông thái và luôn lựa chọn những thực phẩm tốt nhất cho bản thân và gia đình. Vì thế, cô bác xem được video này thì hãy nhớ rằng chúng ta hạn chế ăn mì tôm lại, hạn chế ăn bún phở và những đồ ăn nhanh khác để đảm bảo cho sức khỏe bản thân và gia đình. Sức khỏe là một điều đáng quý nhất, vậy nên thay vì lựa chọn ăn uống theo sở thích để rồi rước bệnh vào người, thì chúng ta hãy học cách ăn uống khoa học ngay từ ngày hôm nay để chúng ta sống khỏe và sống thọ hơn. Video ngày hôm nay của truyền hình sức khỏe đến đây cũng xin được khép lại. Nếu cô bác thấy hay và ý nghĩa thì hãy bình luận số 5 nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.